Minasan konnichiwa, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chương trình Học Tiếng Nhật Online cùng với chúng mình. Trong bài học Kanji N5 N3 kế tiếp ngày hôm nay, chúng ta cùng nhau học các chữ sau. Minasan ja hajimemashou. Chúng ta cùng bắt đầu nhé. Chữ đầu tiên chúng ta học đó sẽ là chữ Yu, mang ý nghĩa là đi chơi. Chữ nên đọc là Yu. Yu trong Yuenchi, khu vui chơi. Aso trong asobu hoặc asobimas. Ví dụ, Kodomo wa omocha de asobu no ga suki da. Omocha là đồ chơi. Trẻ con ý thì nó thích chơi với đồ chơi. Ideska. Chữ kế tiếp đó là chữ vịnh, mang nghĩa là bơi, đọc là E trong chữ suye, việc bơi lội. Suraysimus đọc là oyo trong oyogu, bơi. Ví dụ, oyogu no wa heta de honno 3 metoru mo oyogenai. Vì là tôi bơi kém nên dù có 3 mét thì cũng không bơi nổi. Ideska. Chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ bì, mang ý nghĩa là mỏi, mệt mỏi, đọc là he trong hero, mệt nhọc. Chika trong chikareru, mệt mỏi. Và chúng ta có từ là gì? O chikaresama deshita. Khi mà chúng ta làm xong việc, chúng ta sẽ nói với sếp như vậy, đúng không? Nói với người trên như vậy. O chikaresama deshita. Một ngày đã làm việc vất vả rồi. Ideska. Ví dụ, ishogashi no wa chikareru ga hima mo mata tsumaranai. Bận rộn quá, ishogashi thì mệt, nhưng mà hima nhàn rỗi thì cũng tsumaranai, chán, đúng không ạ? Ideska. Chúng ta sang chữ kế tiếp là chữ noãn, mang ý nghĩa là ấm, đọc là dang trong dang bộ, hệ thống sưởi ấm hoặc là gì? Lò sưởi. Atata trong atata kai, ấm. Ví dụ, kyou wa poka poka atatagai hi desu. Hôm nay là một ngày ấm áp dễ chịu. Poka poka. Chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ lương, mang ý nghĩa mát mẻ. Suzu trong suzushi, mát mẻ. Ví dụ, reinen ni naku, kotoshi no natsu wa suzushi ga oi. Khác với mọi năm, đúng không? Reinen ni naku. Nay, naku là nay. Mùa hè năm nay có nhiều ngày mát mẻ. Ideska. Chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ tĩnh, mang ý nghĩa là tĩnh hoặc yên lặng. Sei hoặc zo. Cho nên chúng ta có từ rayce, điềm tĩnh. Rayce, điềm tĩnh. Has, đọc là shizu trong shizuka, yên tĩnh, yên bình. Nara và shizuka de kireira machi desu. Nara là một thành phố đẹp và yên tĩnh. Chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ công, mang ý nghĩa là gì? Công ở đây nghĩa là công cộng, đọc là ko. Koen, công viên. Oyake. Oyake là gì? Công cộng. Ideska. Ví dụ, sonomachi ni wa utsukushi koen ga oi. Cái thành phố đó có rất là nhiều công viên. Utsukushi bằng chính là kirei, đẹp. Ideska. Chúng ta sang chữ kế tiếp là chữ viên. Mang ý nghĩa là gì? Công viên, đọc là gì? En trong koen. Dobutsuyen, vườn bách thú. Ví dụ, kyou dobutsuyen ni itta. Hôm qua. Chúng ta có ví dụ, kino dobutsuyen ni itta. Hôm qua tôi đã đi vườn bách thú. Ideska. Chúng ta sang từ kế tiếp đó là từ nhập, đọc là ko hoặc go. Moshikomu là gì? Đăng ký hoặc là yêu cầu, đàm phán. Komu, đông đúc. Ideska. Trên michiga konderu chính là gì? Đường đông. Chúng ta có ví dụ như sau. Kotoshi kara moshikomi hoho ga kawarimasu. Kể từ năm nay thì phương pháp đăng ký sẽ có sự thay đổi. Ideska. Chúng ta sang chữ kế tiếp đó là chữ liên, mang ý nghĩa là gì? Liên tục hoặc là liên tiếp, đọc là chữ hoặc chura. Ví dụ, suraysimus iku là gì? Dẫn theo hoặc là đưa đi cùng. Ren trong renzoku, liên tục. Ví dụ, watashi wa renzoku shita gokaku no jugyo o toru. Tôi liên tiếp tham gia dự giảng hoặc là gì? Tôi liên tiếp tham gia cái dự giảng dạy cái môn gì? Gokaku, môn ngữ học. Jugyo là bài giảng. Ideska. Như vậy là chúng ta đã cùng nhau đi xong phần kanji của bài học này. Hy vọng rằng các bạn học được nhiều chữ của bài học này và học đi học lại cho nhuần nhuyễn. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Hẹn gặp lại các bạn ở video kế tiếp. Minasan domo arigatou gozaimashita.